Thiện Trang có một phần Thiện Trang chia sẻ, đây là chúng ta so sánh giữa Tam Bối Vạn Sanh của kinh Vô Lượng Thọ và Chính Phẩm Hoa Sen của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì Thiện Trang có cái bảng như sau. Ở đây để Thiện Trang chiếu lên cho quý vị coi. Chúng ta cũng nên coi, nên biết cái này. Tại vì nếu không biết thì là hơi uổng. Ở đây nói về chính phẩm hoa sen và điều kiện của kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói về bản sanh. Ở đây thì Trang chia ra các cột, thứ nhất là phẩm vị, thứ hai là nhân hạnh, tức là nhân để mà bản sanh á. Rồi, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn như thế nào? Ai tiếp dẫn? Thời gian hoa sen nở và chứng quả được chứng được quả gì? Thì kinh Quán Vô Lượng Thọ chia là chín phẩm, từ thượng thượng phẩm cho đến hạ hạ phẩm. Điều kiện chung á, lúc đầu nó nói là gì? Nguyện sanh thế giới cực lạc, phát tâm có ba thứ: một là chí thành tâm, hai là thâm tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Người đủ ba tâm này ắt sanh cực lạc thế giới. Đó, tức là đây là phát tâm bồ đề đấy, gồm ba tâm: tâm chí thành, tâm sâu sắc thâm tâm đó, và tâm hồi hướng phát nguyện đó, ba tâm đó. Thì người đủ ba tâm này chắc chắn vãng sanh. Đây, câu này đúng hợp với Đại sư Ngũ Ích nói. Đại sư Ngũ Ích có, nó có tin sâu, có nguyện thiết đó, có tính có nguyện đó, thật sự đó thì được vãng sanh. Cho nên đây là câu này phù hợp với Đại sư Ngũ Ích nói. Bây giờ chúng ta đi lược sơ sơ qua. Bậc thượng phẩm thượng sanh, nhân hạnh tu hành là gì? Là một là từ tâm bất sát đủ các giới hạnh, tức là người ta phải giữ được tâm từ bi không có sát sanh, giữ được các giới hạnh đó, cho nên cũng phải giữ giới à. Hai là đọc tụng kinh điển phương đẳng đại thừa. Ba là tu hành lục niệm hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh cực lạc. Lục niệm là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiền. Thì đây giống như trong Nhất Tâm Tam Bối nói là có thể tu những bộ kinh đại thừa khác đó, quý vị thấy giống nhau không? Không khác đâu. Tiếp dẫn thì ai đến tiếp dẫn? Thì nói A Di Đà Phật, Như Lai cùng Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vô số hóa Phật, trăm ngàn tỳ kheo, thanh văn đại chúng, vô lượng chư thiên, cung điện bảy báo tới tiếp dẫn. Thầy quý vị thấy Đức Phật A Di Đà tới, báo thân Phật tới, giống như thượng phẩm bậc thượng của kinh Vô Lượng Thọ giống nhau. Rồi có Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát tới, cùng vô số hóa Phật tới nữa. Rồi có trăm ngàn tỳ kheo, thanh văn đại chúng, tức là thánh chúng của Tây Phương Cực Lạc tới. Rồi vô lượng chư thiên, chư thiên này là chư thiên của Tây Phương Cực Lạc đó, chứ không phải Tây Thiên ở trên trời xuống đâu. Cung điện bảy báo là các những người bản sanh họ cũng mang theo cung điện nữa. Đó là tiếp dẫn. Thời gian hoa nở, tức là về đó thì không có nói là hoa khép lại, tức là hoa luôn nở. Có nghĩa là người vãng sanh bậc thượng phẩm thượng sanh là gì? Là hoa luôn luôn nở luôn. Quý vị thấy họ Đức Phật A Di Đà đến, Đức Phật A Di Đà đến, Quán Thế Âm Bồ Tát tới đưa hoa sen, Thế Chí Bồ Tát là thấy hoa sen, quý vị thấy mình ngồi trên hoa sen, chắp tay một cái thấy vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thấy mình ở trong ao Liên Trì Hải Hội, thấy luôn và không thấy hoa nó khép gì hết. Tại vì sao? Công phu định lực rất sâu, cho nên chịu được cái cảnh chuyển đổi cảnh giới vèo một cái vẫn chịu được. Còn người yếu hơn, công phu không có di chuyển á, giống như mình ngồi á, mình phải đóng cửa máy bay lại. Còn đây người bậc thượng khỏi đóng cửa máy bay, đi thẳng luôn đó. Cho nên bậc bậc thượng phẩm thượng sanh là tuyệt vời chỗ đó. Rồi chứng quả thì liền ngộ vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là phải từ Bát Địa Bồ Tát trở lên, Bát Địa trở lên thì mới gọi là vô sanh pháp nhẫn. À, quý vị thấy thượng phẩm thượng sanh rất thù thắng. Thứ hai, thượng phẩm trung sanh, nhân hạnh là gì? Bất tất thọ trì đọc tụng kinh đẳng phương kinh điển phương đẳng đại thừa. Bất tất là không cần, không cần phải thọ trì đọc tụng kinh điển đại thừa, chỉ khéo hiểu nghĩa thú nơi đệ nhất nghĩa
tâm kinh, tâm chẳng kinh động, thâm tính nhân quả, chẳng hủy bán đại thừa, đem công đức ấy hồi hướng, nguyện cầu sanh cực lạc thế giới. Đây là thiện trang đọc theo bản dịch của ngài Trí Tịnh, ngoài thượng Trí Tịnh á, cho nên là có những chữ nó hơi khác khác chúng ta một chút xíu. Tức là không cần phải đọc tụng kinh điển đại thừa, phương đẳng đại thừa đâu, nhưng mà phải nghĩ hiểu được nè, nghĩa của thú của kinh nè, chứ không không hiểu đâu nha, không hiểu không được đâu à, không hiểu kinh không được. Rồi nơi đệ nhất nghĩa, tức là hiểu được đệ nghĩa nhất nghĩa luôn á, mà tâm chẳng kinh động, tức là đối với nghĩa sâu màu của kinh á, quý vị cũng không có sợ, không có cảm động, sợ hết. Rồi tin sâu nhân quả nè, thâm tín nhân quả là tin sâu nhân quả, chẳng hủy bán đại thừa nè, rồi đem những công đức đó hồi hướng. Như vậy ít nhất thượng phẩm trung sanh cũng phải hiểu được nghĩa của kinh nè, chứ không phải tu mơ mơ màng màng không hiểu được nghĩa kinh không văn sanh. Còn muốn thượng phẩm nè, đọc tụng kinh điển đại thừa nè ha, đó chúng ta tu đọc tụng kinh vô lượng thọ đó. Rồi bây giờ tiếp dẫn thì ai tiếp dẫn? A Di Đà Phật cùng Quán Thế Âm Đại Thế Chí vô lượng đại chúng vây quanh. Nói chung cũng giống như trên à, cũng giống như trên, được đầy đủ. Hoa sen nở thì bao lâu? Hoa sen lớn qua một đêm liền nở. Về phải qua một đêm. Một đêm là chắc là theo thời gian của thế giới Ta Bà thì cũng nhanh thôi, tích tắc thôi, không có lâu. Còn chứng quả qua một tiểu kiếp được vô sanh nhẫn, tức là vô sanh pháp nhẫn, muốn chứng đến vô sanh pháp nhẫn phải qua một tiểu kiếp, thời gian một tiểu kiếp mới chứng vô sanh pháp nhẫn đó. Hai bậc đã cách nhau, đã xa như vậy rồi đó ha, quý vị thấy chứng quả khác nhau. Bậc thứ ba là bậc thượng phẩm hạ sanh, tin nhân quả, chẳng hủy bán đại thừa, chỉ phát tâm vô thượng bồ đề, đem công đức ấy hồi hướng, nguyện cầu sanh cực lạc. Yêu cầu thấp hơn, chỉ cần tin sâu nhân quả nè, chẳng hủy bán đại thừa nè, nhớ nha, đừng hủy bán pháp môn đại thừa khác nha, đừng nói mình chê bai pháp môn đại thừa khác không được đâu. Chỉ phát tâm vô thượng bồ đề, đem công đức ấy hồi hướng đó. Thì ở đây cũng không nói làm nhiều công đức gì hết, nhưng mà nói chung là làm cũng có làm công đức mới đem hồi hướng chứ. Ở đây tiếp tục ai tiếp dẫn? A Di Đà Phật cùng Quán Thế Âm Đại Thế Chí và chư Bồ Tát cầm hoa sen vàng hóa làm 500 Phật đến rước. Ở trên kia là vô số quá Phật, ở dưới này thì chỉ có 500 Phật thôi, ít hơn, nhưng mà vẫn là Phật thật. Phật thật A Di Đà Phật nè tới nè, Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát tới nè, chư Bồ Tát tới nè, hoa sen vàng luôn à. Rồi ở đây có nói về hoa sen nở là hoa búp lại, coi như là hoa nó khép lại. Qua một ngày một đêm kim liên hoa mới nở, tức là một ngày một đêm luôn. Ở trên kia có một đêm thôi, ở đây thêm một ngày nữa, thêm một ngày một đêm, vậy thì lâu hơn. Qua ba tiểu kiếp được bá pháp minh môn hay là bách pháp minh môn á, trụ bậc hoan hỷ địa, tức là phải qua ba tiểu kiếp là thời gian thế giới Ta Bà. Ở trên kia nói là một tiểu kiếp, bây giờ tới ba tiểu kiếp, họ đắc được bách pháp minh môn, tức là hiểu rõ được 100 pháp. 100 pháp là cái bộ luận đại thừa, đại thừa 100 pháp của ngài Thế Thân đó quý vị, gồm có 94 pháp hữu vi và 6 pháp vô vi đó. Thiện Trang hay nói đó, có pháp vô vi nè, thứ nhất là gì, hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, thọ tưởng diệt vô vi và chân như vô vi đó. Còn đằng trước bắt đầu là thế nào là tám pháp tâm vương, là thế nào là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, mà cho đến ai là giải thức đó, vì đó chúng ta ở thế giới này học trước rồi, lên đó quý vị thấy không, bao nhiêu thời gian lâu, và qua ba tiểu kiếp sau mới hiểu được cái các pháp đó đó, 100 pháp đó đó, đó. Lâu hà, ai học gì thức học đó, đó. Kinh Vô Lượng Thọ nè, kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng có gì thức học đó, chứ không phải là mơ mơ màng màng đâu. Rồi trụ vào bậc hoan hỷ địa, tức là sơ địa, vị trí 41 thôi, chứ không phải là vị trí 48 vô sanh pháp nhẫn như trên. Địa vị có 41. Rồi để tới xuống trung phẩm nha. Trung phẩm thượng sanh thọ trì ngũ giới, trì bát giới trai, tức là bát quan đại giới đó, tu hành các giới,
chẳng tạo ngũ nghịch, không có các tội lỗi. Đêm thiện căn này nguyện cầu sanh cực lạc thế giới. Tức là phải tu nhân hạnh là phải giữ được ngũ giới. Quý vị ngủ được giữ năm giới không? Rồi trì được bát quan đại giới không? Có đồng tu là được. Rồi tu hành các giới nè, tỳ kheo rồi bồ tát giới rồi vân vân đó. Chẳng tạo ngũ nghịch là không giết cha giết mẹ giết a la hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Đấy, thì chúng ta có chắc không tạo cái này thì được trung phẩm thượng sanh, không có tạo các tội lỗi. Ồ, cũng hơi khó nha, cái này nhiều tội lỗi đó, bây giờ ráng tu đi. Rồi tiếp dẫn là gì? A Di Đà Phật cùng các tỳ kheo quyến thuộc vây quanh. Tức là Đức Phật A Di Đà tới cùng các tỳ kheo quyến thuộc vây quanh. Liên hoa liền nở. Hoa sen này là nở luôn. Quý vị thấy cũng hay. Bậc trung nhưng mà là thượng sanh. Thượng sanh thì hoa sen nở nhanh. Nha, chú ý điều đó. Lúc hoa sen nở, nghe các pháp âm thanh tán thán tứ đế, liền được đắc A-la-hán đạo, hay là liền được A-la-hán đạo, tam minh lục thông đủ bát giải thoát. Tức là lúc đó họ chỉ nghe được pháp tứ đế thôi. Họ căn tánh người này không phải căn tánh cao lắm, họ nghe pháp tứ đế là khổ tập diệt đạo và đắc đạo A-la-hán thôi, chứng quả A-la-hán thôi. Và tam minh lục thông tức là đủ có thần thông rồi hết. Tam minh là túc mạng minh nữa, thì cái giống như Phật vậy đó, họ cũng thành Phật rồi nhưng mà Phật trong 10 pháp giới thôi đó. Đủ bát giải thoát thì nói chung là tám lại là đạt được Phật trong 10 pháp giới thôi, chứ chưa đến vị địa vị sơ trụ của viên giáo đó. Nói chung là hơi kém hơn đó. Tức thấp hơn, thấp kém hơn. Bậc trung phẩm luân sanh thì nhân hạnh là hoặc một ngày một đêm trì bát giới trai, tức là bát quan trai giới đó, quý vị trì được một ngày một đêm kìa. Hoặc một ngày một đêm trì giới sa di, trì giới sa di người xuất gia đó. Hoặc một ngày một đêm trì cụ túc giới, giới của người xuất gia, thì giới tỳ kheo, tỳ kheo ni. Ai nghi không thiếu kém thiếu, tức là họ phải giữ được, gìn được ai nghi. Đem công đức này hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Lạc. Đây nói là giữ giới không đó, tu giữ giới được đó. Đó thì lúc lâm chung thấy A Di Đà Phật cùng các quyến thuộc phóng kim sắc quang, tức là cũng giống như trên nhưng mà không có nói hóa nhiều Phật gì đó. Hoa sen nở thì sao? Qua 7 ngày liên hoa mới nở, hoa nở rồi mở mắt chắp tay tán thán Đức Thế Tôn. Hoa nở rồi thì nghe pháp được hoan hỷ, được quả tu Đà Hoàng. Quý vị thấy tu đây á, quý vị thấy đây là không có nói tu đại thừa, tu những cái giới này toàn là tu theo tiểu thừa, cho nên họ đắc quả tu Đà Hoàng thôi. Nhân như thế nào quả như thế ha. Quý vị thấy đâu có nói tu đại thừa đâu, cho nên là tu thế thì được như vậy. Cho nên là chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đối chiếu nó cũng không giống ở đây, quý vị thấy không giống đó. Nhưng mà cũng giống là cũng chắc chắn cũng có những cái giống như hoa nở rồi vân vân, nhưng mà cái chứng quả thì do tu nhân khác nhau thì quả khác nhau, căn tánh khác nhau thì quả khác nhau. Rồi qua nửa kiếp thành bậc A La Hán đó, về thì chứng tu Đà Hoàng liền, nhưng mà nửa kiếp sau mới thành bậc A La Hán. Nửa kiếp là thời gian ở thế giới chúng ta đó. Rồi trung phẩm hạ sanh, thiện nam thiện nữ, hiếu dưỡng cha mẹ, làm việc nhân từ thế gian. Người này lúc lâm chung gặp thiện tri thức, vì họ mà nói rộng những sự vui nơi quốc độ Phật A Di Đà, cùng nói 48 nguyện của Pháp Tạng tỳ kheo, nghe rồi liền chết, à, liền mất á. Tức là đây nhân hạnh của họ là những người nam, người nữ thiện ở thế gian, hiếu dưỡng cha mẹ, làm những việc thiện thôi, nhưng mà họ không có gặp được pháp môn tịnh độ để mà tu hành ngay từ đầu. Đến lúc lâm chung á, mới gặp thiện tri thức dạy cho họ tu pháp môn niệm Phật. Cho nên là hồi đó, lúc đó họ vãng sanh. Thì ở đây không nói rõ về tiếp dẫn, mà chỉ nói ví như khoảng thời gian tráng sĩ co duỗi chân tay, liền được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở đây không nói rõ tiếp dẫn đó, nhưng mà chắc chắn là cũng có được tiếp dẫn. Tại vì cái bậc dưới còn có tiếp dẫn thì bậc này cũng sẽ có tiếp dẫn.
Đức Phật sẽ hóa Phật tới tiếp dẫn. Qua 7 ngày gặp Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát, nghe pháp hoan hỷ, được quả Tu Đà Hoàng, qua một tiểu kiếp thành A La Hán. Ở trên kia nửa kiếp thôi, ở đây tới một kiếp thì mới được A La Hán. Hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm đó là trung phẩm hạ sanh nha. Đó là người thiện, vẫn là người thiện. Như vậy chúng ta cũng cũng đâu đến nỗi đâu quý vị ha, chúng ta cũng rớt qua từ cái hạng chắc từ 5, 6, 5, 4 này trở lên nè. Đấy, chứ không đến nỗi mà tệ đến nỗi rớt xuống đây nếu như chúng ta tu tốt. Rồi, hạ phẩm thượng sanh. Hoặc có chúng sanh tạo những nghiệp ác, người ngu như vậy, dầu chẳng hủy bán kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, mà tạo nhiều việc ác, không có tâm tàm quý, người này lúc lâm chung gặp thiện tri thức, vì họ mà nói 12 bộ kinh Đại Thừa, danh tự đầu đề, do nghe được các tên kinh như vậy, dứt trừ ngàn kiếp ác nghiệp cực trọng. Trí giả lại bảo chắp tay xếp cánh xưng Nam Mô A Di Đà Phật, xưng danh, do xưng danh hiệu Phật nên trừ 50 ức kiếp tội sanh tử. Tức là người này là hạng người nào? Bình thường á tạo nhiều tội ác lắm. Đấy, người ngu như vậy mà Phật nói là người ngu như vậy. Mặc dù họ không phỉ báng kinh điển Đại Thừa nhưng mà họ cũng làm nhiều việc ác, không biết hổ thẹn. À, lúc lâm chung gặp thiện tri thức giải cho họ, nói 12 bộ kinh điển Đại Thừa tạo đề, nói chung mà nói cho họ là Phật có nhiều kinh lắm, như kinh Pháp Hoa, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ vân vân. Nói tựa đề thôi, danh tự thôi, chứ không có nói hết nội dung. Rồi mà họ nghe được tên tựa đề các kinh đó thôi mà dứt trừ được ngàn kiếp ác nghiệp cực trọng. Quý vị thấy không? Nghe giảng pháp có một đức lớn gì đó, nghe tựa đề kinh thôi mà trừ được nhiều nghiệp chướng gì đó. Rồi lại bảo xưng danh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì do xưng danh hiệu Phật nên trừ 50 ức kiếp tội sanh tử. Đó, thì công đức niệm Phật lớn hơn nữa. Đó, tựa đề độ kinh đó, ngàn kiếp, đó, công đức niệm Phật 50 ức kiếp còn lớn hơn nữa. Thì niệm Phật hơn niệm kinh nữa. Hứa hồ chúng ta học bộ kinh này, học bộ chú giải này, Thiền Trang lâu lâu nhắc tựa đề kinh này, tựa đề kinh kia, thì quý vị mỗi lần nghe vậy cũng trừ được bớt bao nhiêu kiếp ác nghiệp cực trọng rồi. Tiếp theo, Phật A Di Đà liền sai hóa Phật, tức là sanh, ngài chỉ hóa Phật thôi, hóa Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đến trước hành giả khen rằng: này thiện nam tử, người tạo ác như vậy cũng được Phật khen, này thiện nam tử, vì ngươi xưng danh hiệu Phật, các tội tiêu diệt, ta đến rước người. Nghe lời nói ấy rồi, hành giả liền thấy quang minh của hóa Phật chiếu sáng cả nhà, thấy rồi hoan hỷ mạng chung, ngồi bửu liên hoa theo sau hóa Phật, sanh trong ao báo cực lạc thế giới. Hạ phẩm thượng sanh vẫn thấy Phật, nhưng hóa Phật tới. Quý vị thấy tuyệt vời không? Nhưng mà hoa sen qua 49 ngày hoa sen mới nở lâu hơn. Qua 10 tiểu kiếp đủ bát pháp minh môn, hay là bá pháp minh môn, được nhập bậc sơ địa. Tức là họ mới hiểu được 100 pháp pháp tướng của di thức đó. Họ hiểu được, qua 10 tiểu kiếp mới hiểu được. Ở đây tu không có tu mà về đó phải là thời gian lâu chứ. Rồi nhập bậc sơ địa cũng là hoan hỷ địa, là bậc vị trí 41 trong 52 bậc của Bồ Tát. Hạ phẩm trung sanh. Hoặc có chúng sanh hủy phạm ngũ giới, bát giới, cụ túc giới, người ngu này trộm của tăng kỳ, trộm của vật thiện tiền tăng, bất tịnh thiết pháp, không có tàm quý, dùng các ác nghiệp để tự trang nghiêm. Người tội như đây do nghiệp ác phải đọa địa ngục. Đó, quý vị thấy người này là tu hành cái gì mà phỉ phạm giới, năm giới của tại gia cũng phạm, hoặc là bát giới, là bát quan trai giới đó cũng phạm, giới thì kheo cũng phạm luôn. Người ngu như vậy đó, xuất gia thì ăn trộm vật của tăng, trộm vật thiện tiền tăng, rồi bất tịnh thiết pháp,
họ thuyết pháp không có thanh tịnh. Họ thuyết pháp vì sao? Vì danh văn lợi dưỡng, không biết tạm quý, dùng các ác nghiệp để tự trang nghiêm thân của mình, làm xấu thân mình thì đúng hơn. Đây Phật nói như vậy là để nói bóng bẩy thôi đó. Mà người tội như vậy thì chắc chắn phải đọa về địa nghiệp địa ngục thôi đó. Nhưng mà lúc lâm chung nè, các lửa địa ngục đồng thời hiện đến, gặp thiện tri thức vì lòng từ bi, vì lòng đại từ bi, vì người nà ấy mà khen nói thập lực oai đức của Đức Phật A Di Đà, rộng khen quang minh thần lực của Đức Phật A Di Đà, cũng tán dương giới định huệ giải thoát tri kiến. Người ấy nghe rồi trừ 80 ức kiếp tội sinh tử. Quý vị hãy nghe thôi, nghe bao nhiêu đó thôi. Thì họ nghe về Đức Phật A Di Đà nên hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, nhờ có người khai thị như vậy. Lửa mạnh địa ngục biến thành gió mát, thổi các thiên hoa bay đến, trên hoa đều có hóa Phật, hóa Bồ Tát tiếp rước người ấy. Trong khoảng một niệm liền sanh trong hoa sen nơi ao báo cực lạc thế giới. Như vậy họ cũng được vãng sanh, thấy hoa Phật tới tiếp dẫn. Qua 6 kiếp hoa sen mới nở, thời gian quá lâu. Quý thấy đến 49 ngày đây tới 6 kiếp hoa sen mới nở. Không có nói chứng quả, chỉ nói phát tâm vô thượng đạo. Lúc đó mới phát tâm Bồ Đề. Còn bên này là phát tâm gì đây? Danh văn lợi dưỡng. Cho nên là làm những việc không có phát tâm thật bệ, qua này mới phát tâm vô thượng Bồ Đề thật sự. Và cũng chưa có thấy chứng quả gì đâu. Nên là còn lâu. Hạ phẩm hạ sanh là bậc cuối cùng đó. Hoặc có chúng sanh tạo nghiệp bất thiện ngũ nghịch, thập ác đủ các bất thiện. Tức là họ làm nhiều việc thiện lắm, không có thiện lắm, nhưng ngũ nghịch thập ác là 10 ác, từ sát sanh trộm cướp tà dâm vân vân làm hết, tham sân si làm hết. Người ngu như vậy do các ác nghiệp phải đọa ác đạo, trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. Quý vị thấy không, nếu mà tạo ngũ nghiệp nghịch thập ác thì phải đọa địa ngục, trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. Thời nay nhiều người làm vậy lắm đó, không biết mà. Nhưng mà nếu như gặp tri thức thì đây, người ngu ấy lúc lâm chung gặp thiện tri thức, dùng nhiều lời an ủi vì nói diệu pháp dạy bảo niệm Phật. Đấy, chúng ta đi trải nghiệm nè, gặp mà khuyên được một người như vậy niệm Phật cũng tốt nè, nhưng mà trăm ngàn ngàn người chắc ít có người làm được. Người ấy bị khổ bức không rảnh niệm được, niệm không nổi, đau quá, bệnh đau đó không niệm nổi. Thiện hữu bảo rằng nếu người cũng được, chẳng phải niệm Phật kia được, thì ngươi xưng danh hiệu Phật A Di Đà như vậy, chí tâm khiến tiếng xưng danh chẳng dứt, đủ 10 niệm nên xưng như vậy: Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc là chúng ta sẽ thấy xưng A Di Đà Phật không được, tức là không có niệm Phật. Niệm Phật là tâm mà có Phật đúng không? Bây giờ không cần tâm có Phật nữa, miệng niệm thôi, A Di Đà Phật thôi, A Di Đà Phật thôi cũng được. Do xưng danh hiệu Phật nên trong mỗi niệm trừ 80 ức kiếp tội sinh tử. Thật ra vẫn là niệm Phật đó quý vị nè, trong mỗi niệm nè đó. Thật ra miệng niệm là tâm có mới phát ra được, nhưng mà ý là nói là niệm không không nổi, quán không nổi. Bây giờ xưng danh đi là từ miệng nó sẽ có tâm, trừ được bao nhiêu? 80 ức kiếp tội sanh tử. Lúc mạng chung thấy kim liên hoa dường như mặt nhật, tức là mặt trời trụ trước người ấy, như khoảng một niệm liền vãng sanh cực lạc. Ở đây không thấy Đức Phật A Di Đà gì hết, thấy mỗi liên hoa sen thôi. Đó. Ở trong hoa sen mãn 12 đại kiếp, hoa ai, sen ấy mới nở. Đây, chúng ta nói tu về Tây Phương Cực Lạc á, con dở nhất là 12 đại kiếp đó. Đây, ý là nói đây nè, đây là hạng hạ phẩm hạ sanh đó. 12 đại kiếp hoa sen mới nở, lâu lắm. Còn phần chứng quả thì không có nói chứng quả, chỉ nói liền phát tâm vô thượng Bồ Đề. Khi hoa sen nở thì họ liền phát tâm vô thượng Bồ Đề, coi như là cũng vớt vát cho những người đó. Vậy quý vị thấy chúng ta cũng đâu có đến nỗi rớt vào hạng người này phải không? Chúng ta cũng đỡ hơn mà đúng không? Chúng ta là đây phẩm 24 kinh vô lượng thọ, thì nhân nhìn lại nè. Nhân hạnh bậc thượng á, là xả nhà lìa dục và làm sa môn,
phát tâm bồ đề, một hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tu các công đức nguyện sanh nước ấy, thì Phật A Di Đà tiếp dẫn, chư thanh chúng tiếp dẫn. Ở đây kinh Vô Lượng Thọ không nói bao lâu thời gian hoa nở hết trơn, nhưng mà được chứng quả nè, được trí huệ dũng mãnh thần thông tự tại. Cái này là chứng quả gì? Thì do hết giờ rồi, thì ngang đáng này phải chiếu cái phần nói trong chú giải mà của Hoàng Niệm Tổ, ngài Hoàng Niệm Tổ nói, thì đây là chứng quả Bát Địa Bồ Tát trở lên thì mới được trí huệ dũng mãnh thần thông tự tại. Cho nên đây tương đương với bậc thượng ở trên là cũng là Bát Địa Bồ Tát và vô sanh pháp nhẫn đó quý vị. Rồi bậc trung, tuy không thể hành hạnh sa môn tu công đức lớn, nhưng cần phải phát tâm vô thượng bồ đề, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tùy theo khả năng của mình mà tu hành các công đức lành, phụng trì trai giới, xây dựng tháp tượng, dâng cơm sa môn, treo phan đốt đèn, rải hoa đốt hương, vân vân. Thì chỉ có hóa thân Đức Phật A Di Đà tới thôi ha. Thì chúng ta đã học rồi. Còn chứng quả là trụ vào bậc bất thoái chuyển vô thượng bồ đề, công đức trí huệ kém sau bậc thượng. Thì ở đây nói là trụ vào bất thoái chuyển vô thượng bồ đề là vị trí nào? Thì bất thoái trong này thì có nhiều cái, có thể là chứng sơ trụ hoặc là sơ địa, thì hoặc là những cái vật đó khác thì cái đây không nói rõ, nhưng mà chúng ta có thể đã học qua thì quý vị có thể biết là tùy theo công phu, có thể chứng vào sơ trụ Bồ Tát, có thể chứng vào đến sơ địa Bồ Tát, cho đến thất địa Bồ Tát, thậm chí bát địa Bồ Tát, đều là bất thoái chuyển vô thượng bồ đề, tùy công phu. Hình như hôm bữa Thiền Trang đã có chia sẻ đoạn này rồi đúng không ạ? Nếu mà không nhớ thì quý vị coi lại có bài đó Thiền Trang đã chia sẻ rồi, ở vị trí nào tự tu được cái gì. Rồi bậc hạ là không thể làm nhiều công đức, nhưng phải phát tâm vô thượng bồ đề, một hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, hoan hỷ tinh thích, không sanh nghi ngờ, dùng tâm chí thành, nguyện sanh có đó, thì như mộng thấy Phật và công đức trí huệ kém hơn bậc trung. Còn tam bối mà ấy vãng sanh á, thì ở đây là tu pháp đại thừa hồi hướng vãng sanh, thì bậc này là nhất tâm tam bối đó. Nếu có chúng sanh trụ pháp đại thừa, thì ở đây chúng ta đã học qua rồi, cũng được không thoái chuyển vô thượng bồ đề, thì cũng tương tự như trên ha, cũng giống trên. Cho nên đó là hết giờ rồi, đáng lẽ còn khúc nữa mà thôi, chúng ta học bao nhiêu cũng được. Ở đây này có chú giải nè, trong chú giải là khả kiến thượng bối vạn sanh, kiến Phật văn pháp tức ngộ vô sanh, khả đăng bát địa tức chứng trí huệ dũng mãnh giả. Tức là có thể thấy rằng vãng sanh bậc thượng thấy Phật nghe pháp liền ngộ vô sanh, có thể lên được bậc bát địa chứng trọn trí huệ dũng mãnh. Đó là chúng ta biết, vậy chúng ta cố gắng đi ha, về Tây Phương Cực Lạc lên bát địa Bồ Tát đi, bậc thượng nha ha, bậc thượng đi là Bát Địa Bồ Tát luôn, còn không thì xuống thấp hơn, không biết về vị trí nào.